tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liêm, Hoàng Anh, Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được bản tin mới nhất. Kính thưa quý vị, trong cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt tại Ukraine thì thành phố Lviv ở miền tây của Ukraine đang phải vật lộn để kiếm ăn và được làm nơi ở cho hàng chục ngàn người đã phải chạy trốn khỏi các vùng bị chiến tranh tàn phá ở đây. Đại sứ Liên hợp quốc của Ukraine cho biết 12 ngày kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga đã đưa Ukraine đến bờ vực thảm họa nhân đạo có khả năng xảy ra trên toàn cầu. Liên hợp quốc đã gọi tình trạng này là một cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Cơ quan tình báo quân đội của Ukraine cho biết một tướng chỉ huy hàng đầu của quân đội Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần với Kharkiv, là thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Gần 3.500 người Việt đã di tản khỏi Ukraine. Canada tiếp tục gửi viện trợ đến Ukraine và thủ tướng Trudeau cam kết sẽ hỗ trợ cho các quốc gia châu Âu rời bỏ nguồn năng lượng từ Nga. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết diễn biến mới nhất về cuộc khủng hoảng của Ukraine và một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Trong bản tin sáng ngày 8 tháng 3, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Nga cho biết giao dịch với các quốc gia chống đối bao gồm cả Canada sẽ cần được phê duyệt người tổ chức đoàn xe biểu tình Tamara Leach được thả khỏi tù. Giá xăng có thể đạt 2,20 đô la một lít ở miền Nam Ontario vào tháng 4. PC cam kết 18 triệu đô la để loại bỏ tàn tích và tiếp tục khôi phục hậu quả vụ cháy rừng Little. Học sinh trung học và tiểu học của Quebec không còn phải đeo khẩu trang trong lớp GM và Pasco xây dựng nhà máy ở Quebec để sản xuất vật liệu pin cho xe điện. 10 thể loại lừa đảo hàng đầu của năm 2021 theo Better Business Bureau Trong bản tin thế giới thì Zelensky đã tức giận và thề sẽ trừng phạt những hành động tàn bạo của Nga. Nga cảnh báo phương Tây có thể cắt nguồn cung khí đốt nếu mà cấm vận dầu. Các nhà lập pháp của Mỹ ngay gây áp lực buộc Tổng thống Biden phải giúp chuyển máy bay châu Âu cho Ukraine và cậu bé tỷ 51 tuổi đi 600 dặm một mình từ Ukraine đến Slovakia với số điện thoại được viết trên tay. Các bản quét scan tiết lộ Covid thay đổi não bộ của chúng ta như thế nào? Mỹ có kế hoạch tuần tra không gian quanh mặt trăng. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Canada là bà Anita annan cho biết, chính phủ Canada đang tích cực xem xét cung cấp cho Ukraine các máy camera để sử dụng cho máy bay không người lái, tức là drones, để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Bà đã đưa ra bình luận vào thứ Hai trong một cuộc phỏng vấn ở Latvia, nơi bà Anand đã cùng với tướng Wayne Air là tổng tham mưu trưởng quốc phòng, gặp gỡ các đối tác của NATO để thảo luận về phản ứng của Canada Đối với cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga vào Ukraine, chính phủ liên bang không tiết lộ công khai hoặc là hứa sẽ gửi bất kỳ camera nào, nhưng các video lan truyền trực tuyến và trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã được sử dụng để phá hủy các đội quân và pháo đại bác của Nga. Được biết là các camera gắn trên máy bay không người lái beretta TB2 là do Canada sản xuất theo một nguồn tin quân sự đã xác nhận. Bà Anand đã thông báo vào tuần trước rằng Ottawa sẽ gửi tới 4.500 bể phóng tên lửa M-72 và tới 7.500 quả lựu đạn đến từ kho dự trữ của lực lượng quân đội Canada. Đây là khoản viện trợ gửi thêm ngoài các khoản viện trợ vũ khí sát thương mà Canada đã gửi tới Ukraine. Canada cũng sẽ cung cấp cho Ukraine 1 triệu đô la để mua hình ảnh vệ tinh hiện đại có độ phân giải cao. Canada cho đến nay đã gửi 10 triệu đô la trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Tổng thống Trudeau cam kết hỗ trợ các quốc gia châu Âu rời bỏ nguồn năng lượng từ Nga. Thủ tướng Justin Trudeau và các nhà lãnh đạo của Vương quốc Anh và Hà Lan nhất trí rằng Nga không còn là nhà cung cấp dầu và khí đốt đáng tin cậy. Nhưng châu Âu vẫn chưa thể cắt đứt khỏi nguồn năng lượng này, và ông Trudeau cũng không nói rõ liệu Canada có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng để thay thế. Thủ tướng Trudeau đã gặp gỡ với thủ tướng Vương quốc Anh là ông Boris Johnson và thủ tướng Hà Lan là Mark Rutte tại London vào hôm thứ hai, khi ông bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần để gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu. Canada chỉ nhập khẩu một số lượng không đáng kể dầu và xăng từ Nga và Canada cũng đã cấm nhập khẩu vào tuần trước. Thủ tướng Hà Lan Red cho biết nếu tính ngắn hạn, một lệnh cấm đơn giản là không khả thi đối với quốc gia của ông hoặc nhiều quốc gia khác ở châu Âu. Ông nói rằng, thực tế đau đớn là chúng tôi vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga và dầu khí của Nga. Thủ tướng Johnson thì cho biết tất cả các quốc gia cần phải cắt bỏ nguồn cung cấp năng lượng đang thúc đẩy nền kinh tế cho Nga, nhưng họ phải làm như vậy theo cách riêng của họ. Thủ tướng Hà Lan Rush cho biết các quốc gia châu Âu phải tiếp tục gia tăng áp lực, buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh, điều mà theo ông dường như chỉ đang trở nên tồi tệ hơn. Thủ tướng Trudeau thừa nhận rằng việc cắt đi khí đốt của Nga không phải là thách thức đối với Canada, với tư cách là một quốc gia xuất khẩu. Thủ tướng Trudeau không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết cụ thể nào, nhưng mà cho biết Canada sẽ sát cánh với châu Âu vì họ có mục tiêu thực hiện các bước tương tự. Hôm thứ Sáu, chính phủ thông báo sẽ mất thêm 40 ngày để xem xét dự án dầu khí ngoài khơi Beidou Nord, ngoài khơi bờ biển Newfoundland, là dự án sẽ cung cấp lên đến 200.000 thùng mỗi ngày khi hoàn thành. Một giáo sư tại trường kinh doanh Haske của Đại học Calgary là ông Jero Koskinen cho biết, trong ngắn hạn, Canada không thể làm gì nhiều để giải quyết sự phụ thuộc của châu Âu Giáo sư cũng cho biết chính phủ Trudeau đã thực hiện một số bước, trong đó đáng kể nhất là xây dựng đường ống xuyên núi Trans Mountain Pipeline, nhưng nhìn chung dầu khí không được ưu tiên vì chính phủ tập trung vào năng lượng tái tạo. Về phía Nga, hôm thứ Hai, quốc gia này cho biết tất cả các giao dịch với các công ty và cá nhân từ các quốc gia mà họ cho là nằm trong danh sách không thân thiện – Giờ đây sẽ phải được một ủy ban chính phủ phê duyệt. Chính phủ Nga cho biết họ đã phê duyệt một danh sách các quốc gia và các vùng lãnh thổ đã hành động theo cách mà họ gọi là không thân thiện để chống lại Nga, cũng như các công ty và công dân của nước này. Danh sách này tuân theo một sắc lệnh của tổng thống vào ngày 5 tháng 3, cho phép chính phủ, các công ty và công dân Nga tạm thời thanh toán các khoản nợ ngoại tệ cho các chủ nợ ở nước ngoài từ các quốc gia không thân thiện bằng đồng rúp của Nga. Các quốc gia trong danh sách bao gồm Hoa Kỳ, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, Anh, Nhật Bản, Canada, Na Uy, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Ukraine. Thỏa thuận tạm thời để thanh toán các khoản nợ nước ngoài này áp dụng cho các khoản thanh toán vượt quá 10 triệu rúp tức là 76.046 đô la Mỹ một tháng. Người tổ chức đoàn xe biểu tình Tamara Leach được thả khỏi tù. Một thẩm phán đã phán quyết rằng một trong những người tổ chức chính của đoàn xe tự do có thể được thả khỏi tù với điều kiện bà ấy rời Ottawa. Tamara Leach, 49 tuổi, là người đứng sau chiến dịch GoFundMe mà hiện nay đã bị tạm dừng quỹ này quyên góp được hơn 10 triệu đô la để hỗ trợ cho cuộc biểu tình ở Ottawa và rồi cuộc biểu tình đã trở thành một cuộc chiếm đấu kéo dài hơn một tuần. Tamara Leach bị bắt vào ngày 17 tháng 2 và bị buộc tội cố vấn cho những hành vi phá hoại. và Leach vẫn bị giam giữ và bị từ chối bảo lãnh vào ngày 22 tháng 2, nhưng sau đó đã kháng cáo và dẫn đến phiên điều trần xem xét bảo lãnh tại ngoại vào ngày 2 tháng 3. Thẩm phán ban đầu cho biết không tin là bà Leach sẽ về nhà và ngưng những hành động sai trái. Vào ngày thứ hai hôm qua, thẩm phán của tòa thượng thẩm John Johnston cho biết bà Leach nên được trả tự do với điều kiện ràng buộc với một số giám sát. Giá xăng có thể đạt 2,2 đô la mỗi lít ở miền nam Ontario vào tháng 4. Một nhà phân tích cho biết giá xăng ở miền nam Ontario có thể đạt 2,20 đô la cho mỗi một lít vào tháng 4. Dan Matic, chủ tịch các hiệp hội năng lượng phải chăng cho biết nếu mà giá dầu tiếp tục tăng thì các tài xế phải đối mặt với nhiều mức giá kỷ lục hơn tại các trạm xăng. Giá xăng đã đạt mức kỷ lục trong những tuần gần đây đã tăng đến 1,849 đô la tại các trạm ở GTA vào cuối tuần qua. Vào tuần trước thì ông Matic đã nói rằng tài xế sẽ phải trả 1,9 đô la mỗi một lít trong tương lai gần vào ngày thứ hai Ông ấy nói rằng điều đó sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến rất nhiều. Ông cũng nói rằng mức 2 đồng một lít trong tương lai gần dường như là điều không thể tránh khỏi. Giá dầu hiện không ở mức kỷ lục như hồi năm 2008, tuy nhiên ông Matisse cho biết đồng đô la Canada yếu so với đô la Mỹ, cộng với loại thế bổ sung với xăng được áp dụng từ năm 2008 là một phần nguyên nhân khiến cho giá tăng cao như hiện nay. PC không có kế hoạch làm theo Alberta trong việc giảm thuế khi mà giá xăng tăng. Bộ trưởng An toàn công cộng của British Columbia cho biết tỉnh không có kế hoạch làm theo Alberta để giảm thuế đối với xăng dầu. Ông Mike Fenwood nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, giá xăng được thúc đẩy bởi các sự kiện ngoài tâm kiểm soát của tỉnh, chẳng hạn như một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Trong khi đó, thì Alberta đã phản ứng bằng cách giảm thuế 13 xu một lít đối với cả xăng và dầu diesel. Ông Fenworth cho biết không có giải pháp đơn giản nào cho tình hình giá xăng ở Metro Vancouver. Ông nói rằng các nhà kinh tế đã lưu ý rằng công ty nhiên liệu không đơn thuần tăng giá để tận dụng lợi nhuận. Ông Fenworth cho biết kế hoạch tăng giá xăng duy nhất ở tỉnh là việc tăng thuế carbon ở mức 1% một lít bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Hôm thứ hai, Thủ hiến Alberta Jason Kenney cho biết cư dân cần được cứu trợ do chi phí gia tăng. Ông Kenny cũng thông báo chính phủ sẽ giảm giá 150 đô la cho các hóa đơn tiền điện bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Chính phủ của tỉnh BC đã cam kết thêm 18,4 triệu đô la cho các nỗ lực phục hồi trong cộng đồng Litin đã bị tàn phá bởi vụ hóa hoạn. Bộ trưởng an toàn công cộng là ông Mike VanWert cho biết khoản tài trợ này sẽ chi trả cho việc loại bỏ mảnh vỡ các công việc khảo cổ và cải tạo lại đất đai cho tất cả các tài sản mà đã không được bảo hiểm và bảo hiểm bị thiếu trong ngôi làng ngôi làng đã bị bốc cháy sau những ngày nhiệt độ cao kỷ lục vào mùa hè năm ngoái tỉnh cho biết công việc loại bỏ tro tàn bồ hóng, kim loại, gạch và các vật liệu khác còn sót lại từ trận cháy rừng kinh hoàng năm ngoái sẽ bắt đầu vào thứ ba trên đất đai thuộc sở hữu của làng trước khi được mở rộng ra các khu dân cư. Theo chính phủ thì các mảnh vỡ sẽ được dọn sạch khỏi hơn 200 khu nhà. Ottawa công bố quy tắc Covid-19 cho các tàu du lịch đến các cảng của Canada. Các biện pháp COVID-19 nghiêm ngặt sẽ được thực thi khi các tàu du lịch quay trở lại các cảng của Canada vào tháng tới, sau gần 2 năm gián đoạn. Bộ trưởng Giao thông Liên bang Omar Agabra thông báo hôm thứ Hai, Ottawa đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các tàu du lịch trong vùng biển Canada vào ngày 1 tháng 11, với điều kiện là các nhà khai thác tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng. Theo khuôn khổ được phát triển bởi Cơ quan Y tế Công cộng Liên bang, địa phương và cấp tỉnh, chính phủ Hoa Kỳ và ngành công nghiệp du lịch, tất cả nhân viên và hành khách của tàu du lịch phải được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ để được phép vào Canada. Ông Agapra cho biết thêm, hành khách sẽ phải thực hiện xét nghiệm phân tử PCR COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu hoặc là xét nghiệm kháng nguyên trong vòng một ngày trước khi lên tàu. Họ cũng sẽ cần kết quả xét nghiệm phân tử âm tính trong vòng 72 giờ trước khi trở về Canada hoặc là có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng một ngày sau khi đến. Các nhà điều hành tàu du lịch sẽ được yêu cầu kiểm tra bằng chứng về việc tiêm chủng, giám sát và báo cáo kết quả xét nghiệm. Tại tỉnh Quebec, học sinh trung học và tiểu học của Quebec không còn phải đeo khẩu trang trong lớp. Quebec đang thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc uh, hủy bỏ quy định khẩu trang bắt buộc vào thứ Hai, Bắt đầu với học sinh tiểu học và trung học trên toàn tỉnh, học sinh sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ngồi trong lớp sau kỳ nghỉ tháng 3. Nhưng quy định về khẩu trang COVID-19 vẫn được áp dụng tại các khu vực chung của trường tiểu học và trung học ở những nơi mà học sinh đi lại đông đúc và trên xe bus của trường. Các nhà khoa học xác định được 16 điểm khác biệt về gen ở những bệnh nhân bị COVID nặng. Các nhà khoa học đã xác định được 16 điểm khác biệt di truyền mới ở những người phát triển COVID-19 nghiêm trọng trong một nghiên cứu lớn, có thể giúp người ta phát triển các phương pháp điều trị cho những bệnh nhân bị bệnh nặng. Kết quả cho thấy những người bị COVID nặng có các gen dẫn tới một trong hai vấn đề: không hạn chế được khả năng các virus tự tạo thêm các bản sao hoặc là quá trình viêm quá mức và bị đông máu. Các nhà khoa học cho biết, khám phá của họ được công bố trên tạp chí Nature hôm thứ Hai có thể giúp ưu tiên các phương pháp điều trị có khả năng chống lại căn bệnh này. Cuối cùng thì thông tin này có thể giúp dự đoán những bệnh nhân nào có khả năng bị bệnh nặng. Kenneth Bailey, chuyên gia tư vấn về y học chăm sóc quan trọng tại Đại học Edinburgh và là tác giả của cuộc nghiên cứu, cho biết họ đã phân tích gen của gần 56.000 mẫu từ những người ở Anh cho thấy sự khác biệt trong 23 gen ở bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng. Khi so sánh với ADN của các nhóm khác trong nghiên cứu thì cho thấy có 16 điểm khác biệt chưa từng được xác định trước đây. Phát hiện mới này có thể giúp hướng dẫn các nhà khoa học tìm kiếm các loại thuốc hiện có có thể hữu ích để điều trị COVID-19. GM và Bosco xây dựng nhà máy ở Quebec để sản xuất vật liệu pin cho xe điện. General Motors và Bosco Chemical của Hàn Quốc đã công bố thỏa thuận xây dựng một nhà máy ở Quebec vào ngày thứ hai để sản xuất nguyên liệu cho pin sử dụng trong xe điện. Các công ty cho biết, cơ sở mới ở Picancour, Quebec sẽ trị giá 400 triệu đô la Mỹ. Scott Bell, chủ tịch và là giám đốc điều hành của GM Canada cho biết, thật là thú vị khi thấy GM Canada và Quebec đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái pin xe điện ở Bắc Mỹ. Thông báo này được đưa ra sau khi GM và Bosco đồng ý thành lập một liên doanh chế biến vật liệu vào tháng 12 và xây dựng một nhà máy ở Bắc Mỹ. Các công ty cũng cho biết địa điểm này sẽ được xây dựng để cho phép mở rộng trong tương lai vào tháng 11 thì Posco đã công bố kế hoạch mua lại 15% cổ phần của nhà sản xuất vật liệu pin xe điện Inner Mongolia Senior New Material Technology Co. Air Transat khởi động lại các tuyến bay cho mùa hè khi mà các hạn chế Covid-19 giảm bớt. Air Transat cho biết Hãng đang khởi động lại một số lượng đáng kể các tuyến bay cho mùa du lịch bận rộn bao gồm các điểm đến ở châu Âu và Hoa Kỳ. Hãng hàng không có trụ sở tại Montreal cho biết sẽ dần dần khởi động lại các chuyến bay tới tổng cộng 25 điểm đến ở châu Âu, bao gồm cả 6 điểm mà hãng hiện đang phục vụ bắt đầu từ tháng 4. Air Transat cho biết vào thời điểm cao điểm của mùa thì hãng sẽ khai thác hơn 250 chuyến bay thẳng hàng tuần trên 69 đường bay. Sự gia tăng này diễn ra sau khi nới lỏng các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch. Joseph Adamo là giám đốc bán hàng tiếp thị của Transat cho biết triển vọng cho mùa hè là thuận lợi vì công ty đang tìm cách đáp ứng nhu cầu bị dồn nén đáng kể. Ông Adamo cho biết nhu cầu tăng đột biến cho phép công ty tăng công sức trên một số tuyến bay quan trọng từ nay cho tới cuối mùa đông. Các nhóm bản địa vẫn đạt mục tiêu mua đường ống xuyên núi dù chi phí tăng cao. Các nhóm do người bản xứ lãnh đạo vẫn cam kết theo đuổi quyền sở hữu đường ống xuyên núi, ngay cả khi chi phí vượt mức cho dự án mở rộng đường ống tăng cao. Vào tháng trước thì tập đoàn liên bang Crown sở hữu đường ống này tiết lộ chi phí xây dựng ước tính của việc mở rộng đã tăng 70%, lên 21,4 tỷ đô la, tăng so với ước tính trước đó là 12,6 tỷ đô la. Chance Mountain Corp cũng đã lui ngay hoàn thành dự kiến là vào năm nay sang quý 3 của năm 2023. Trong một email hôm thứ Hai, phát ngôn viên Savon Finish của Trans Mountain Corp xác nhận rằng do các thỏa thuận hợp đồng có với các chủ hàng chỉ có 20-25% cho tới chi phí vốn tăng thêm có thể được chuyển cho các công ty dầu mỏ dưới hình thức tăng phí. Điều đó có nghĩa là khoảng 7 tỷ đô la vượt chi phí phải được chính Trans Mountain lo liệu và điều này sẽ làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của dự án, nhưng chi phí leo thang không ngăn cản các tổ chức do người bạn xứ lãnh đạo và họ vẫn quyết tâm sẽ tiếp tục dự án này tới cùng. Tại thành phố Edmonton của tỉnh Alberta, lệnh cấm đậu xe trên toàn thành phố có hiệu lực ở Edmonton vào tối thứ Sáu, hiện đã được dỡ bỏ. Lệnh này đã kết thúc vào 3 giờ chiều thứ hai. Thành phố cho biết các đội đã làm việc suốt ngày đêm kể từ tối thứ Sáu để dọn tuyết trên các con đường chính, các tuyến xe bus và các lối đi đang hoạt động của Edmonton. Ông Andrew Grant là người giám sát chung về hoạt động cơ sở hạ tầng cho biết, chúng tôi muốn cảm ơn người dân Edmonton đã di chuyển phương tiện của họ. Vào ngày 5 tháng 3, thành phố đã phát hành 126 vé phạt liên quan đến lệnh cấm đậu xe và đã có 243 vé phạt được phát vào ngày 6 tháng 3. Khi lệnh cấm đậu xe được thực hiện vào thứ Sáu, ông Grant cho biết Thành phố Edmonton vẫn nằm trong ngân sách dọn tuyết trị giá 58 triệu đô la của mình. Thành phố dự đoán sẽ không ra lệnh cấm đậu xe giai đoạn 2 vào khoảng thời gian này. Thưa quý vị, hiện có rất nhiều thể loại lừa đảo đang diễn ra trên khắp thế giới cũng như là tại Canada. Sau đây là 10 thể loại lừa đảo hàng đầu vào năm 2021. Tháng 3 đánh dấu tháng phòng chống gian lận và cơ quan Better Business Bureau đã ra mắt danh sách hàng năm gồm 10 trò lừa đảo phổ biến nhất vào năm 2021. Và chúng đã lừa đảo người Canada số tiền lên đến 379 triệu đô la. Cơ quan Better Business Bureau, gọi tắt là BBB, cho biết các vụ lừa đảo mua hàng trực tuyến tiếp tục chiếm gần 1 phần 3 trong tổng số các vụ lừa đảo được người Canada báo cáo. Sau một năm nữa bị chiếm phần lớn bởi đại dịch COVID-19, Nghiên cứu của BBB cho thấy, 53% người Canada mua sắm trực tuyến nhiều hơn và 56% dành nhiều thời gian hơn để lướt mạng xã hội. Và sau đây là những chiêu trò lừa đảo nham hiểm nhất năm 2021. Thứ nhất là tiền điện tử cryptocurrency. Thứ hai là phí ứng trước cho vay, gọi là advance fee loan. Thứ ba là mua hàng trực tuyến. Thứ tư là cải thiện nhà home improvement. Thứ năm là lừa đảo qua các ứng dụng, gọi là phishing. Thứ sáu là sản phẩm giả, hàng nhái. Thứ bảy là lừa đảo bằng các cơ hội việc làm. Thứ tám là các hóa đơn giả và các hóa đơn giả từ các nhà cung cấp. Thứ chín là thẻ tín dụng và thứ mười là rút thăm trúng thưởng và sổ số, số. Báo cáo này cũng cho thấy những người Canada trong độ tuổi từ 25 đến 34 đã báo cáo mức thiệt hại trung bình cao nhất vào năm 2021, ở mức 310 đô la, tăng từ mức 228 đô la. Người dân Canada đã mượn nợ thế chấp mortgage mới ít hơn trong quý 4, trong khi nợ tiêu dùng tiếp tục gia tăng. Equifax cho biết người Canada đã ít mượn nợ thế chấp, tức là mortgage, mới hơn ngay cả trước khi lãi suất bắt đầu tăng vào tuần trước, nhưng mà nợ tiêu dùng tiếp tục tăng trong quý 4. Equifax cho biết số lượng khoản thế chấp mortgage mới giảm 8,1% mỗi năm trong 3 tháng cuối năm 2021. Mức giảm mạnh nhất là ở những thị trường nhà ở nóng nhất của Canada, đó là thành phố Toronto giảm 16,1%, Hamilton giảm 18,7% giá nhà tăng vọt đã làm giảm khả năng chi trả nhà ở, trong khi các bên cho vay đã bắt đầu tăng lãi suất khi dự đoán Ngân hàng Canada tăng lãi suất chuẩn vào tuần trước lên 0,50%. Khoản vay trung bình cho các khoản thế chấp mới tăng 10,1% từ quý 4 năm 2020 lên 355.000 đô la, nhưng mà giảm 1,5% so với quý 3 cũng là mức đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu. Equifax cũng cho biết nợ tiêu dùng trung bình không bao gồm các khoản thế chấp đã tăng 7,9% lên 2,2 ngàn tỷ đô la do chi tiêu qua thẻ tín dụng đã tăng 14,4% trong quý 4 so với một năm trước đó và tăng 9,8% so với quý 3. Tuy nhiên, các vụ Tuy nhiên, các vụ vi phạm nói chung vẫn ở mức thấp và giảm dần, tình trạng vi phạm trong nợ thế chấp đã giảm 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 0,11% và tình trạng vi phạm trong các khoản nợ không thế chấp đã giảm 20,7%, xuống 0,86. Sau đây chúng tôi xin cập nhật về tình hình Covid ở Canada. Tính tới tối ngày 7 tháng 3, Canada báo cáo có thêm 5.696 ca COVID-19 mới vào thứ Hai và 4.150 ca vào ngày Chủ nhật, nâng tổng số ca COVID của Canada lên 3.331.820 ca. Hiện nay thì có 110.202 ca còn bệnh và có thêm 83 ca tử vong được ghi nhận trong hai ngày qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Canada là 37.039 cho đến nay. Cho đến nay đã có hơn 81,4 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó đã có hơn 32,6 triệu người hay là hơn 85,2% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 81% dân số đã tiêm hai liều. Có hơn 46,4% dân số, tức là khoảng 17,7 triệu người đã tiêm mũi thứ ba 89,6% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 85,1% đã tiêm hai liều. Alper đã báo cáo tổng cộng có 1.113 ca nhiễm mới kể từ cuối tuần vừa rồi và bao gồm 282 ca vào ngày thứ hai. Tỉnh cũng đã báo cáo có 18 ca tử vong mới. Tỉnh BC, các quan chức y tế tại đây đã công bố có 997 trường hợp bệnh mới và 11 ca tử vong cũng đã được báo cáo trong vòng 72 tiếng qua. Tại Manitoba, trong 24 giờ qua, tỉnh đã báo cáo có thêm 88 trường hợp mắc bệnh mới và tỉnh cũng đã báo cáo có 5 ca tử vong mới từ cuối tuần tuần trước. Ontario đã báo cáo có 1.074 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Tỉnh Quebec đã báo cáo có 775 ca bệnh mới và 6 ca tử vong. New Brunswick Kể từ ngày thứ 6, tỉnh đã có thêm 1.133 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 2 trường hợp tử vong mới. Prince Edward Island Từ ngày thứ 6, tỉnh đã báo cáo có 1.327 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Newfoundland và Labrador Từ cuối tuần vừa rồi, thì tỉnh đã báo cáo có tổng cộng 1.244 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Yukon có 30 ca bệnh mới trong 3 ngày qua. Nunavut có 108 ca bệnh mới trong 3 ngày qua. NWT có 109 ca bệnh mới từ ngày thứ 6. Các tỉnh còn lại chưa đưa ra bản tin cập nhật. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Zelensky tức giận và thề sẽ phạt những hành động tàn bạo của Nga. Một tướng chỉ huy hàng đầu quân đội Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần với Kharkiv. Gần 3.500 người Việt đã di tản khỏi Ukraine. Nga cảnh báo phương Tây có thể cắt nguồn cung khí đốt nếu mà cấm vận dầu. Cậu bé Tina 11 tuổi đi 600 vòng một mình từ Ukraine đến Slovakia với số điện thoại được viết ở trên tay. Các nhà lập pháp của Mỹ gây áp lực buộc tổng thống Biden phải giúp chuyển máy bay châu Âu cho Ukraine. Thái Lan đấu thầu để ngăn chặn khủng hoảng dân số khi tỷ lệ sinh sản giảm. Lần đầu tiên kể từ năm 2018, phát hiện công trình xây dựng tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên. Các bản quét đã tiết lộ COVID thay đổi bộ não như thế nào. Mỹ có kế hoạch tuần tra không gian quanh mặt trăng. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mở đầu bản tin thế giới, chúng tôi sẽ được cập nhật diễn biến mới nhất tình hình cuộc chiến ở Ukraine. Thành phố Lviv đang vật lộn để nuôi những người chạy trốn khỏi chiến tranh, kêu gọi hỗ trợ. Theo hãng tin AP từ Lviv, Ukraine, thị trưởng của Lviv cho biết thành phố ở miền tây Ukraine đang phải vật lộn để kiếm ăn và làm nơi ở cho hàng chục ngàn người mà đã phải chạy trốn khỏi các vùng bị chiến tranh tàn phá ở đây. Chúng tôi thật sự cần sự hỗ trợ, theo thị trưởng Andriy Sadovy nói. Hơn 200.000 người Ukraine đã rời bỏ nhà cửa, hiện đang ở Lviv, lấp đầy các phòng thể thao, trường học, bệnh viện và các tòa nhà nhà thờ. Thành phố lịch sử này từng nổi tiếng với khách du lịch, có dân số là 700.000 người trước chiến tranh. Thị trưởng cho biết thành phố cần những căn liều lớn được trang bị nhà bếp để có thể chuẩn bị thức ăn. Hàng trăm ngàn người nữa có thể đến nếu các hành lang nhân đạo được mở ra từ các thành phố hiện đang bị quân đội Nga bao vây. Các đại sứ quán của Hoa Kỳ và các nước khối châu Âu cũng đã chuyển đến Lviv từ Kiev trước cuộc xâm lược. Thành phố Lviv là điểm trung chuyển chính của những người bỏ trốn qua biên giới sang Ba Lan nhiều người trong số 1,7 triệu người dân Ukraine hiện ở nước ngoài đã đi qua thành phố. Liên Hợp Quốc đã gọi tình trạng này là cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Lãnh đạo quân đội Nga thiệt mạng trong trận chiến, theo Ukraine nói. Một tướng chỉ huy hàng đầu của quân đội Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần Kharkiv, là thành phố lớn thứ hai của Ukraine mà lực lượng Nga đã cố gắng chiếm giữ kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết, theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vitaly Gerasimov, 45 tuổi, là thiếu tướng, tham mưu trưởng và phó tư lệnh thứ nhất của quân đoàn 41 thuộc quân khu trung tâm của Nga đã thiệt mạng. Tình báo Ukraine cho biết, ông Gerasimov đã chiến đấu với các lực lượng Nga ở Syria và Chechnya và đã tham gia đánh chiếm Crimea vào năm 2014. Các quan chức Nga chưa bình luận về thông tin này. Các quan chức Ukraine đã tweet một bức ảnh của người mà họ nói là Gerasimov với từ đã thành lý bằng chữ đỏ ở phía dưới. Phóng viên ngoại giao của BBC News là ông Paul Adams cũng đã viết trên Twitter về cái chết của ông Gerasimov. Một số sĩ quan cấp cao của quân đội Nga cũng đã thiệt mạng và bị thương. Một vị tướng khác của Nga đã bị giết trước đó trong cuộc giao tranh. Một tổ chức sĩ quan địa phương ở Nga đã xác nhận cái chết ở Ukraine của thiếu tướng Andrei Sukovetsky, là tướng chỉ huy sư đoàn dù số 7 của Nga. Ông Sukovetsky cũng đã tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Tại Canberra, Úc, chính phủ Úc cho biết Họ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ tuyên truyền và cung cấp thông tin sai lệch của Moscow, những người mà hợp pháp hóa cuộc xâm lược của Nga với cái tên là phi phát xít hóa ở Ukraine. Bộ trưởng ngoại giao Mary Ripen cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ ba, chính phủ của bà đang trừng phạt 10 người có lợi ích chiến lược đối với Nga vì vai trò của họ trong việc khuyến khích sự thù địch đối với Ukraine. Điều này bao gồm phổ biến những câu chuyện sai sự thật Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã đi kèm với một chiến dịch thông tin sai lệch rộng rãi, cả trong phạm vi nước Nga và quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết. Thật bi thảm cho nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã tắt tiếng nói độc lập và nhốt những người Nga hàng ngày vào một thế giới đặc trưng bởi dối trá và thông tin sai lệch, Bộ trưởng Penn đã nói. Tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Liên Hiệp Quốc của Ukraine cho biết, 12 ngày kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga đã đưa Ukraine đến bờ vực của thảm họa nhân đạo có khả năng xảy ra trên toàn cầu. Đại sứ Liên Hiệp Quốc Sergei Kislyak phát biểu hôm thứ Hai tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng, cáo buộc Nga đã ngăn chặn nhiều nỗ lực của chính quyền Ukraine trong việc di tản dân thường qua các hành lang nhân đạo. Ông cho biết người Nga đã bắn phá các kho chứa Sabus di tản gần Maripol và cho nổ tung tuyến đường sắt gần Erpin ở vùng Kiev để ngăn việc di tản bằng tàu hỏa. Ông cho biết Nga đã ném bom và phóng tên lửa vào những thành phố đó và những thành phố khác như là Kharkiv vào hôm thứ Hai. Ông cũng cho biết Nga phải ngừng vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn và cho phép đi lại an toàn qua các hành lang nhân đạo, chấm dứt thông tin sai lệch và thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, kêu gọi ngừng giao tranh ngay lập tức. Ukraine với tư cách là một nhà sản xuất lúa mì lớn, đã là một trong những nước bảo đảm cho an ninh lương thực toàn cầu, nhưng điều này đã bị thách thức bởi chiến tranh và những tác động ở cấp độ toàn cầu sẽ rất thảm khốc, ông nói. Đại sứ Liên hiệp quốc cũng cho biết thêm, các cuộc pháo kích của Nga đã phá hủy các trường học và bệnh viện. Đồng thời giết chết và bị thương các bác sĩ. Ông nói, đất nước đang cạn kiệt nguồn cung cấp y tế quan trọng. Ông kêu gọi các cơ quan nhân đạo của Liên hiệp quốc nhanh chóng phản ứng. Tại Washington, các quan chức hàng đầu trong Quốc hội Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận vào hôm thứ hai về luật cấm nhập khẩu dầu của Nga vào Hoa Kỳ và chấm dứt tình trạng quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn của Nga để đối phó với các cuộc chiến đang gia tăng ở Ukraine. Đó là theo một phụ tá thượng viện được giấu tên để thảo luận về các cuộc thảo luận riêng tư tại Quốc hội. Việc bỏ phiếu có thể diễn ra nhanh chóng. Nhà Trắng đã miễn cưỡng cấm nhập khẩu dầu của Nga khi giá khí đốt tăng đột biến đối với người Mỹ, nhưng không loại trừ lựa chọn này. Việc chấm dứt tình trạng quan hệ thương mại bình thường có thể dẫn đến việc áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu khác của Nga. tại ukraine tổng thống zelensky đã tức giận thề sẽ trừng phạt những hành động tàn bạo của nga tổng thống volodymyr zelensky tuyên bố tất cả những ai có hành vi tàn bạo đối với dân thường ukraine sẽ bị trừng phạt ông nói rằng người ukraine sẽ không tha thứ hay là quên lãng đồng thời cáo buộc quân đội nga xâm lược là cố ý giết người sẽ không có nơi nào yên tĩnh trên trái đất dành cho các người ngoại trừ nấm mồ Tổng thống nói: Các quan chức Ukraine cho biết Nga đang tấn công các mục tiêu dân sự trên khắp đất nước, bao gồm bệnh viện, nhà trẻ và trường học. Nhưng Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, nói rằng họ đang thực hiện một hoạt động quân sự đặc biệt chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc và những người theo chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine. Phó thủ tướng Ukraine là Olha Stefanchyna nói với BBC rằng sau sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội Ukraine đã có một hoạt động khổng lồ của nga nhằm vào dân thường chỉ riêng vào ngày chủ nhật một gia đình bốn người đã thiệt mạng khi quân đội nga nã đạn vào những người chạy khỏi cuộc xung đột ở thị trấn Open phía tây bắc của Kiev và tại thành phố cảng Mariupol các cuộc di tản đã bị hủy bỏ vào cả thứ bảy và chủ nhật trong bối cảnh các cuộc tấn công mới xảy ra Hội đồng thành phố ở đó cho biết các cuộc pháo kích của Nga đã khiến việc di chuyển an toàn là không thể. Nga đã đổ lỗi cho quân đội Ukraine. Thành phố hiện đang trong ngày thứ Sáu không có nước máy, không có điện và không có vệ sinh, thức ăn và nước uống đang cạn kiệt. Moscow đã thông báo sẽ mở các hành lang để di tản mới vào lúc 9 giờ giờ địa phương ở Maripol và các thành phố khác Tuy nhiên, các tuyến đường do hãng thông tấn RIA Novosti của Nga công bố cho thấy một số hành lang kết thúc ở Nga và Belarus. Hành lang từ Kiev sẽ dẫn đến đồng minh của Nga và Belarus và thường dân từ Kharkiv sẽ chỉ có hành lang dẫn tới Nga. Hãng tin AFP đưa tin các hành lang từ các thành phố Mariupol và Sumy sẽ dẫn đến các thành phố khác của Ukraine và Nga. Trong cuộc di tản thì có gần 3.500 người Việt đã di tản khỏi Ukraine. Trang VN Express cập nhật số liệu từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tính đến 18 giờ giờ Việt Nam ngày 7 tháng 3, đã có 2.200 người Việt ở Ukraine di tản sang Ba Lan, được cơ quan đại diện Việt Nam ở đây đón. Trong khi đó, số người Việt di tản sang các nước khác, gồm Romania là có 830 người, Hungary có 310 người, Slovakia Slovakia và Nga khoảng 20 người, theo tờ báo này đưa tin. Về tình hình người Việt lánh nạn tại Ba Lan, một đại diện của Ban hỗ trợ người Việt Nam từ Ukraine cho biết. Tính đến hôm nay, có khoảng 500 người vào chùa Nhân Hòa gần Warsaw. So. Chùa đang thay thêm container, nhà tắm ngoài chùa để phục vụ bà con. Người Việt ở Ukraine sang không chỉ đến chùa Nhân Hòa mà còn ở một số nơi khác như là chùa Thiên Phúc, các khu nhà ở WK, một số khu nhà ở Rasin, nhà dân và khách sạn, nhiều nhất là ở khách sạn San Gator. Chùa chỉ là nơi tá túc vài ngày rồi bà con di chuyển đến nơi khác, nhiều người muốn đi tiếp sang Đức. Trước đó thì Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức hai chuyến bay di tản công dân về nước trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine, theo thông tấn xã Việt Nam. Ngày 7 tháng 3 năm 2022, Chuyến bay số hiệu VN88 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest, Romania, hạ cánh tại sân bay Nội Bài, trưa 8 tháng 3 năm 2022. Vào ngày 9 tháng 3 năm 2022, chuyến bay số hiệu QH9066 của Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw của Ba Lan hạ cánh tại sân bay nội bài sáng 10 tháng 3 năm 2022. Biểu tình trên khắp nước Nga hàng ngàn người bị giam giữ Các nhóm nhân quyền và chính quyền Nga cho biết hơn 4.300 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản chiến trên khắp nước Nga hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 3. Theo BBC News, hãng tin RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho biết chỉ riêng ở Moscow, khoảng 1.700 người đã bị giam giữ. Nhóm vì quyền lợi OVD Info cho biết, việc bắt giữ đã xảy ra ở 53 thành phố. Trong 11 ngày qua, hơn 10.000 người đã bị giam giữ trong các cuộc biểu tình. Nữ phát ngôn viên của OVD Info là Maria Kunetsova nói với hãng tin Reuters từ Belize ở Georgia rằng chúng tôi đang chứng kiến các cuộc biểu tình khá lớn ngày nay ngay cả ở các thành phố ở Siberia, nơi chúng tôi hiếm khi thấy số lượng bắt giữ nhiều như vậy. Trong khi đó, Nga cảnh báo phương Tây có thể cắt nguồn cung khí đốt nếu bị cấm vận dầu. Nga cảnh báo giá dầu có thể tăng lên 300 đô la Mỹ một thùng và nước này có thể đóng đường ống dẫn khí đốt chính tới Đức nếu phương Tây ngưng nhập khẩu dầu vì cuộc xâm lược Ukraine khi các cuộc đàm phán hòa bình vào hôm thứ Hai không đạt được nhiều tiến triển. Các cuộc bao vây và ném bom các thành phố Ukraine vẫn tiếp diễn. Các quan chức Ukraine cho biết, một cuộc tấn công của Nga nhằm vào một nhà máy sản xuất bánh mì ở thị trấn Makariv thuộc vùng Kyiv đã khiến 13 người thiệt mạng. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang bắt đầu tích lũy nguồn lực cho cơn bão Kiev, là thành phố hơn 3 triệu dân. Sau nhiều ngày chậm tiến độ trong cuộc tiến công chính về phía nam từ Belarus. Ukraine hôm thứ hai cho biết, các lực lượng của họ đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Chuhuiv ở phía đông bắc và sân bay Mykolaiv chiến lược ở phía nam. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ít nhất 9 người đã được xác nhận thiệt mạng trong 16 vụ tấn công vào các cơ sở y tế kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, ông Putin hiện đã triển khai tới Ukraine gần 100% trong số hơn 150.000 lực lượng mà ông đã bố trí sẵn bên ngoài đất nước trước cuộc xâm lược. Moscow đã thừa nhận gần 500 người chết trong số binh sĩ của mình, nhưng các nước phương Tây nói rằng con số thực sự cao hơn nhiều và Ukraine nói rằng con số này là hàng ngàn người. Số người tử vong không thể xác minh, nhưng các đoạn phim quay trên khắp Ukraine cho thấy những mảnh vỡ cháy rụi của xe tăng và thiết giáp của Nga và một số thành phố của Ukraine biến thành đống đổ nát do các cuộc tấn công của Nga. Các chiến binh nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu vì chính nghĩa. Michael Fecko, là người từng là chuyên gia tiếp liệu cho các tiểu đoàn kỹ sư trong quân đội Hoa Kỳ, đã đến Rome để nghiên cứu khảo cổ học khi nghe lời kêu gọi của tổng thống Ukraine đối với các chiến binh nước ngoài. Trong vài ngày, Fecko cho biết anh đã đến trình diện tại một văn phòng tuyển quân tại thành phố Lviv, miền tây của Ukraine, với hy vọng được nhận làm y tế tiền tuyến. Ukraine đã thành lập một quân đoàn quốc tế dành cho những người nước ngoài và tổng thống Volodymyr Zelensky đã công khai kêu gọi người nước ngoài hãy sát cánh chiến đấu với Ukraine chống lại bọn tội phạm chiến tranh Nga để thể hiện sự ủng hộ đối với nước của ông. Vào tuần trước thì Zelensky đã nói rằng đã có hơn 16.000 người nước ngoài đã tình nguyện mà không nói rõ bao nhiêu người đã đến. Trong một số chiến binh nước ngoài đến Ukraine đã nói rằng họ bị thu hút bởi lý do là ngăn chặn hành động mà họ coi là một cuộc tấn công vô cớ trong cuộc đỏ sức của cả thế giới giữa lực lượng dân chủ và độc tài. Đối với những người khác, nhiều người trong số họ là các chiến binh Iraq và Afghanistan. Cuộc chiến Ukraine cũng mang lại cơ hội sử dụng các kỹ năng chiến đấu mà họ cảm thấy chính phủ của họ không còn đánh giá cao. Trong những người đã đến chiến đấu cho Ukraine có hàng chục cựu binh sĩ trung đoàn nhảy dù tinh nhuệ của quân đội Anh theo một cựu binh sĩ của trung đoàn. Ông nói, hàng trăm người khác sẽ sớm theo sau. Một đợt huy động đông đảo đàn ông Ukraine đang được tiến hành, đất nước này có rất nhiều chiến binh tình nguyện nhưng còn thiếu những chuyên gia biết cách sử dụng tên lửa chống tăng Javelin và Enlore. Ngay cả những người lính chuyên nghiệp cũng cần phải huấn luyện hàng tháng mới có thể sử dụng thành thạo. Ngay cả những người có kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể gặp khó khăn trong các vùng chiến sự của Ukraine theo cảnh báo của một cụ quân nhân anh đã phục vụ ở afghanistan và huấn luyện cho những người lính khác chính phủ hoa kỳ đã không khuyến khích công dân để đến ukraine để chống lại lực lượng nga một số quốc gia đã đưa những cảnh báo mạnh mẽ hơn trong đó có anh những nước khác chẳng hạn như canada đức đã dọn đường cho công dân của họ tham gia vương quốc anh từ chối hủy yêu cầu thị thực đối với người tị nạn ukraine hôm thứ hai thủ tướng boris johnson đã từ chối lời kêu gọi anh nới lỏng các yêu cầu về thị thực cho những người tị nạn ukraine chạy trốn xung đột ông nói anh là một quốc gia hào phóng nhưng vẫn cần duy trì việc kiểm tra xem ai sẽ đến chính phủ anh đã bị các tổ chức từ thiện và các nhà lập pháp đối lập và pháp lên án sau khi họ khăng khăng rằng những người tị nạn phải xin thị thực việc này đồng nghĩa với việc một số người ukraine đã mắc kẹt ở thành phố college của pháp không thể vào anh liên minh châu âu đã đồng ý cấp quyền cư trú tạm thời cho những người ukraine chạy trốn khỏi cuộc xâm lược và cho phép họ tiếp cận làm việc phúc lợi xã hội và nhà ở trong tối đa 3 năm anh đã công bố các chương trình thị thực cho những người tiền nạn Ukraine có gia đình ở Anh hoặc là có người bảo lãnh. Các báo cáo truyền thông vào cuối tuần cho biết anh chỉ cấp khoảng 50 thị thực cho người Ukraine cho đến nay, mặc dù Thủ tướng Johnson đã phản bác con số đó. Bộ nội vụ sau đó đã cho biết là 300 thị thực đã được cấp theo kế hoạch và họ đang tăng nhân viên để đáp ứng nhu cầu cấp visa. các nhà lập pháp mỹ gây áp lực buộc tổng thống biden phải chuyển máy bay châu âu cho ukraine các nhà lập pháp hoa kỳ đã thúc đẩy chính quyền của tổng thống joe biden vào hôm thứ hai để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển máy bay chiến đấu cho ukraine từ ba lan và các nước nato và đông âu khác sau lời cầu xin hôm thứ bảy từ tổng thống ukraine volodymyr zelensky nhà trắng cho biết họ không phản đối việc các máy bay được gửi đến ukraine nhưng mà nhìn thấy những thách thức về hậu cần đối với nước này zelensky đã đưa ra lời cầu xin tuyệt vọng để các nước châu âu cung cấp máy bay do nga sản xuất cho cuộc chiến của ukraine chống lại những kẻ xâm lược nga trong cuộc gọi video thứ bảy với các nhà lập pháp mỹ nhiều lực lượng không quân ở đông âu sử dụng máy bay chiến đấu do nga sản xuất và việc chuyển giao những chiếc máy bay này cho Ukraine có nghĩa là người Ukraine có thể lái máy bay mà không cần đào tạo thêm. Người phát ngôn của ngoại bộ ngoại giao Mỹ cho biết bộ đang làm việc với Ba Lan và tham khảo ý kiến của các đồng minh NATO khác. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine Dmytro Kuliba hôm thứ Hai cho biết Ukraine muốn các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin của Nga. Chúng tôi đã từ lâu muốn có một cuộc trò chuyện trực tiếp giữa tổng thống Ukraine và Vladimir Putin, bởi vì chúng tôi đều hiểu rằng chính ông ấy là người đưa ra quyết định cuối cùng và đặc biệt là bây giờ. Coleba nói thêm, tổng thống của chúng tôi không sợ hãi bất kỳ điều gì, kể cả cuộc gặp trực tiếp với Putin, nếu mà Putin cũng không sợ hãi thì hãy để cho ông ấy đến cuộc họp và để họ ngồi xuống và nói chuyện. Thưa quý vị, trong cuộc di tản của người dân Ukraine, có một câu chuyện của một cậu bé tị nạn 11 tuổi đi 600 dặm một mình từ Ukraine đến Slovakia với số điện thoại được viết trên tay. Một cậu bé 11 tuổi người tị nạn đã được ca ngợi là cậu bé anh hùng, sau khi em đã đi hơn 600 dặm một mình từ Ukraine đến Slovakia để thoát khỏi lực lượng của ông Putin. Cậu bé đến từ Zaporizhzhia là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân đã bị Nga chiếm đóng hồi tuần trước. Đã một mình vượt biên giới sang Slovakia chỉ với một chiếc ba lô, một túi nhựa, hộ chiếu và số điện thoại được viết trên tay. Mẹ của cậu bé đã gửi cậu bé trên hành trình bằng tàu hỏa xa lửa để được đến sống an toàn với người thân, trong khi thì cô ở lại Ukraine để chăm sóc mẹ mình đang bị bệnh. Các nhà chức trách Slovakia đã ca ngợi cậu bé và cho biết các tình nguyện viên đã chăm sóc cậu bé khi em đến nơi, cho em đồ ăn và thức uống. Trong một tuyên bố được đăng trên trang Facebook của Bộ Nội vụ Slovakia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia cho biết, cậu bé đã đạt được tất cả nhờ nụ cười, sự không sợ hãi và quyết tâm của mình, xứng đáng là một anh hùng thật sự. Thông cáo cho biết thêm, cậu bé đã được đoàn tụ với người thân ở Bratislava, nhờ số điện thoại ghi trên tay và một mảnh giấy trong hậu chiếu trong một tin nhắn video mẹ của cậu bé là Julia Pisacka cho biết cô là một quá phụ và là mẹ của một vài đứa trẻ cô cảm ơn cảnh sát và chính phủ Slovakia đã chăm sóc con trai của cô và cho biết các nhân viên hải quan đã tận tay giúp đỡ cậu bé qua biên giới Slovakia cô nói thêm tôi biết ơn vì bạn đã cứu mạng con trai tôi theo Liên hiệp quốc, hơn 1,7 triệu người tị nạn đã chạy khỏi Ukraine do hậu quả của cuộc xâm lược của Nga. Cũng như Slovakia, những người Ukraine đã rời khỏi đất nước đang chạy sang các nước láng giềng như là Ba Lan, Romania, Hungary và Moldova. Số liệu của Liên hiệp quốc cho thấy, Ba Lan đã tiếp nhận số lượng người tị nạn lớn nhất với 1.027.603 người Ukraine qua biên giới. chủ sở hữu của Uniqlo, Fast Retailing sẽ tiếp tục mở cửa các cửa hàng của mình ở Nga, tham gia vào một nhóm nhỏ các công ty quốc tế mà đang trụ lại ngay cả khi hàng chục thương hiệu lớn tạm ngừng hoạt động hoặc là rời khỏi Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Áp lực chính trị đang gia tăng khiến các công ty ngừng kinh doanh ở Nga, trong khi hoạt động cũng trở nên phức tạp do các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến mọi thứ, từ hệ thống thanh toán toàn cầu đến các sản phẩm công nghệ cao. Một người phát ngôn của Uniqlo nói với Reuters rằng công ty không thấy tác động đáng kể nào đến chuỗi cung ứng hoặc là hậu cần của mình ở Nga, nơi Uniqlo có 49 cửa hàng. Ngược lại thì Levi Strauss Co đã đình chỉ các hoạt động tại Nga, bao gồm cả bất kỳ khoản đầu tư mới nào. Một số công ty Mỹ vẫn đang tiếp tục hoạt động ở Nga, bao gồm McDonald's và Pepsi. Quỹ hưu trí của bang New York cũng là một cổ đông trong hai công ty này đã thúc giục hai công ty này và những công ty khác xem xét tạm dừng hoạt động tại Nga. Chuyển sang các bản tin khác. Thái Lan đấu thầu để ngăn chặn khủng hoảng dân số khi tỷ lệ sinh sản đã giảm. Thái Lan đang nỗ lực khuyến khích người dân sinh thêm con để ngăn chặn tỷ lệ sinh sản giảm cung cấp cho các bậc cha mẹ các trung tâm chăm sóc trẻ em và sinh sản, đồng thời thu hút những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để giới thiệu những niềm vui trong cuộc sống gia đình. Chiến dịch này được đưa ra khi số lượng sinh sản đã giảm gần 1 phần 3 kể từ năm 2013, khi số ca sinh bắt đầu giảm. Năm ngoái chứng kiến 544.000 ca sinh, thấp nhất trong ít nhất 6 thập kỷ và thấp hơn con số tử vong là 563.000 cũng do các ca tử vong liên quan đến coronavirus. Trong khi con đường nhân khẩu học của Thái Lan tương tự như các nền kinh tế châu Á khác như là Nhật Bản hay là Singapore, với tư cách là một thị trường mới nổi dựa vào lao động giá rẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, tác động của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này còn sâu sắc hơn nhiều. Các quan chức cho biết, các kế hoạch bao gồm mở các trung tâm hỗ trợ sinh sản, mà hiện đang bị giới hạn ở Bangkok và các thành phố lớn khác. Tại 76 tỉnh và cũng sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để sao lưu thông điệp. Nuôi một đứa trẻ tốn rất nhiều chi phí. Một học kỳ học mẫu giáo là 50.000 đến 60.000 baht, tức là 1.520 đô la Mỹ đến 1.850 đô la Mỹ và sau đó sẽ lên đến hàng triệu baht. Các chuyên gia cho biết khó có thể đảo ngược một tình huống khi các điều kiện xã hội đã thay đổi và thái độ đối với việc có con hiện đang bị tô màu bởi những lo ngại về nợ gia tăng và chăm sóc người già. Thái Lan có thể sẽ trở thành một xã hội siêu già khi số người trên 60 tuổi sẽ chiếm hơn 1 phần 5 dân số. Khoảng 18% dân số Thái Lan ở độ tuổi trên 60%. Xu hướng nhân khẩu học cũng có thể làm căng thẳng tài chính của chính phủ và các chuyên gia cho biết, phúc lợi cho người cao tuổi không được coi là đủ ngay cả ngày nay, với các khoản trợ cấp hàng tháng chỉ từ 600 đến 1.000 bát. Sự chia rẽ chính trị, nợ nần gia tăng và chi phí giáo dục cũng là những yếu tố chính quyết định thái độ sinh con và các biện pháp khắc phục ngắn hạn có thể là không đủ. Nợ hộ gia đình đã tăng lên gần 90% tổng sản phẩm quốc nội từ 59% vào năm 2010, theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho thấy. Thái Lan cũng đã bị ảnh hưởng nhiều bởi bất ổn chính trị trong hầu hết hai thập kỷ qua với hai cuộc đảo chính quân sự và các cuộc biểu tình lớn chống chính phủ. Lần đầu tiên kể từ năm 2018 phát hiện công trình xây dựng tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên. Các nhà phân tích có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy việc xây dựng lại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên lần đầu tiên kể từ khi nơi này bị đóng cửa vào năm 2018. Các nhà phân tích trụ sở tại Mỹ cho biết hôm thứ Ba, trong bối cảnh lo ngại nước này có thể thử nghiệm các loại vũ khí lớn. Các hình ảnh do vệ tinh chụp vào hôm thứ Sáu cho thấy dấu hiệu rất sớm của hoạt động tại địa điểm mới bao gồm xây dựng một tòa nhà mới, sửa chữa một tòa nhà khác. Hungary đã bị đóng cửa kể từ khi Triều Tiên tuyên bố tạm hoãn các vụ thử vũ khí hạt nhân vào năm 2018. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, ông không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi việc bởi lệnh cấm đó khi mà các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ. Các nhà phân tích của CNS cho biết những thay đổi tại Pangairi chỉ xảy ra trong vài ngày qua và vẫn khó có thể kết luận chính xác cái gì đang được xây dựng hoặc là tại sao. Các nhà phân tích của CNS đã cảnh báo rằng bãi thử có nhiều tháng nữa nếu mà không muốn nói là nhiều năm để sẵn sàng cho các vụ nổ hạt nhân mới. Tangkari là bãi thử người hạt nhân duy nhất được biết đến của Triều Tiên. Nơi này đã tiến hành 6 vụ thử vũ khí hạt nhân trong các đường hầm từ năm 2006 cho tới năm 2017. Liên Hợp Quốc cho biết 400 dân thường bị thiệt mạng ở Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản. Đã có gần 400 dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản. Hơn 80% trong số đó là do một nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo mở rộng quy mô của cuộc nổi dậy mà các nhà cầm quyền mới phải đối mặt. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy 397 dân thường đã thiệt mạng trong một loạt các vụ tấn công của nhóm nhà nước Hồi giáo Khorasan. Hơn 50 người bị nghi ngờ có quan hệ với nhóm chiến binh cực đoan đã bị giết trong cùng thời gian. Một số người bị tra tấn, chặt đau và phi tan bên vệ đường. isis xuất hiện lần đầu tiên ở mùa đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và được cho là đã, đã lây lan sau khi Taliban tiếp quản và bị cho là gây ra một số vụ tấn công lưu chết trong những tháng gần đây, bao gồm một vụ tại sân ban Kabul vào tháng 8 năm ngoái. Các bản quét scan đã tiết lộ COVID thay đổi não như thế nào. Các nhà khoa học nhận thấy khác biệt đáng kể trong việc quét MRI trước và sau khi nhiễm trùng. Ngay cả khi bị nhiễm trùng nhẹ thì kích thước tổng thể của não đã bị thu hẹp lại một chút với ít chất xám hơn trong các bộ phận liên quan tới khú giác và trí nhớ. Các nhà nghiên cứu không biết liệu những thay đổi có phải là vĩnh viễn hay không nhưng có thể chữa lành. Nghiên cứu được công bố tại tạp chí Nature. Dự án BioBank của Vương quốc Anh đã theo dõi sức khỏe của 500.000 người trong khoảng 15 năm có cơ sở dữ liệu quét được ghi lại trước đại dịch do đó đã tạo cơ hội duy nhất để nghiên cứu tác động lâu dài của virus đối với sức khỏe. Các nhà khoa học đã quét lại 401 người tham gia, trung bình là 4,5 tháng sau khi nhiễm bệnh. 96% trong số đó đã bị COVID nhẹ. 384 người tham gia không bị nhiễm COVID thì họ tìm thấy kích thước của não tổng thể của những người tham gia bị nhiễm bệnh đã thu hẹp từ 0,2% cho tới 2%. Mất chất xám của các vùng khứu giác liên quan đến khứu giác và các vùng liên quan đến trí nhớ những người gần đây đã hồi phục sau covid cảm thấy khó khăn hơn rồi. khi mà thực hiện các nhiệm vụ trí óc phức tạp nhưng mà các nhà nghiên cứu không biết liệu những thay đổi đó có đảo ngược hay không và có ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc hay không sự mất mát chất xám đáng kể nhất là ở khu vực khứu giác nhưng mà vẫn chưa rõ virus có tấn công trực tiếp vào khu vực này hay không các tế bào chỉ đơn giản là chết đi do không được sử dụng sau khi những người mắc bệnh covid mất khứu giác cũng không rõ liệu tất cả các biến thể của virus có gây ra thiệt hại này hay không quá trình quét được thực hiện khi mà virus và biến thể alpha ban đầu phổ biến và mất khứu giác và vị giác là một triệu chứng chính nhưng số người bị nhiễm các biến thể omicron gần đây đã báo cáo triệu chứng này đã giảm đáng kể. Mỹ có kế hoạch tuần tra không gian quanh mặt trăng. Khi không gian xung quanh trái đất ngày càng trở nên đông đúc do sự gia tăng của các vệ tinh và rác vũ trụ, quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch mở rộng khả năng xác định và theo dõi các vật thể lên mặt trăng và hơn thế nữa. Trong một video được công bố gần đây, Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ, gọi tắt là AFRL, đã trình diễn kế hoạch giám sát không gian giữa trái đất và mặt trăng trong quá khứ, nơi các vệ tinh truyền thống quay quanh hành tinh thông qua hệ thống tuần tra đường cao tốc Cisluna. Cisluna dùng để chỉ không gian phía trên nơi các vệ tinh quay quanh trái đất, cách bề mặt hành tinh khoảng 22.000 dặm. Hiện tại thì Bộ Quốc phòng theo dõi và xác định tất cả các vật thể nhân tạo quay quanh trái đất thông qua sự kết hợp của cảm biến quan học và radar. Mạng lưới giám sát không gian đang theo dõi hàng chục ngàn mảnh vỡ quỹ đạo và vệ tinh và là chìa khóa để giảm thiểu mọi rủi ro va chạm tiềm ẩn. Đoạn video cho thấy hình ảnh một tên lửa phóng từ trái đất và phóng ra một vệ tinh di chuyển qua mạng lưới rộng lớn của các vệ tinh thương mại và chính phủ trong quỹ đạo gần trái đất cuối cùng chạm tới mặt trăng cách đó khoảng 239.000 dặm. Trong video thì phòng thí nghiệm AFRL lưu ý, lưu lượng không gian lên mặt trăng dự kiến sẽ tăng nhanh trong những thập kỷ tới khi cơ quan NASA, các quốc gia như là Trung Quốc và Nga và một số công ty thương mại đang nỗ lực gửi các chuyến thám hiểm lên mặt trăng. Các sứ mệnh Artemis của NASA nhằm một lần nữa đưa các phi hành gia Hoa Kỳ lên bề mặt mặt trăng và cuối cùng thiết lập sự hiện diện lâu dài đầu tiên trên mặt trăng. Trong khi đó, Trung Quốc gần đây đã hợp tác với Nga cho một loạt sứ mệnh không gian bao gồm kế hoạch thiết lập một cơ sở nghiên cứu trên mặt trăng. Mối quan tâm về các vụ va chạm đã được nâng lên do ngày càng có nhiều vệ tinh và vật thể quay quanh trái đất. Hiện tại thì có khoảng 27.000 mảnh vật thể do con người tạo ra có kích thước lớn hơn một quả bóng mềm đang được theo dõi khi chúng quay quanh trái đất. Mới tuần trước, một mảnh tên lửa bị bỏ đi đã đâm vào phía xa của mặt trăng sau khi di chuyển trong không gian trong vài năm. Chuyển sang bản tin liên quan Việt Nam, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam đã hối thúc Trung Quốc tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế, gọi tắt là EEZ, và thêm lục địa sau khi Bắc Kinh tuyên bố tập trận ở Biển Đông. Hôm 4 tháng 3, Cục An toàn Hàng hải Hải Nam đã thông báo về việc thành lập vùng cấm vào để họ diễn tập quân sự ở Biển Đông, phía tây nam đảo Hải Nam. Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng, các cuộc diễn tập quân sự sẽ bắt đầu từ trong ngày và kéo dài cho đến ngày 15 tháng 3. Một phần vùng biển nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã được xác định theo công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982. Theo đó thì người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm thứ hai cho biết: "Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực biển Đông." Gần đây thì Trung Quốc đã có tổ chức một số cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông làm dấy lên căng thẳng trong khu vực. Vào giữa tháng 2, Hải quân Trung Quốc đã cử một tàu tiếp tế Type 903 và một tàu bệnh viện tiến hành các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn, hậu cần hàng hải và bắn đạn thật ở Biển Đông, nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể. Căng thẳng ở khu vực Biển Đông tiếp tục dâng cao trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc mở rộng quy mô và thiết lập các tiền đồn, quân sự trên các đảo nhân tạo xây dựng trái phép. Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác như là Anh, Pháp và Đức đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Yêu sách đường chính đoạn bao trùm gần như toàn bộ khu vực Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương đưa ra một cách phi pháp đã bị cộng đồng quốc tế bác bỏ rõ ràng. Trung Quốc cũng đã xây dựng trái phép bảy bãi đá trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam biến chúng thành đảo nhân tạo và tiền đồn quân sự. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 7 tháng 3 của Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận có 147.358 ca mắc COVID-19 mới. Trong ngày có 36.993 ca khỏi bệnh và 78 ca tử vong.

Bình Dương có 3.644 ca, Nam Định có 3.455 ca, Lạng Sơn có 3.118 ca và Sài Gòn có 2.120 ca. Kể từ đầu dịch cho đến nay thì Việt Nam có 4.582.058 ca nhiễm với 40.891 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.718.440 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.104 ca. Tổng số liều vắc-xin đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 197.910.353 liều. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Tính tới tối thứ hai một gia kim bằng 0,7829 Mỹ Kim và bằng 0,7196 Euro một gia kim bằng 17.893.23 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 22.912.72 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 119 đồng 7 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 124.6 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng là 1.988 33 Mỹ Kim một ảo. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo chúng tôi xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt